À, vâng, xin chào các bác và tất cả anh em. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm về phân khúc súp bốt AM1200 các bác nhé. Hiện tại thì em đang nhận được rất là nhiều phản hồi từ bên fanpage cũng như là bên trực tiếp YouTube cũng như là Zalo. Phản hồi các bác khách hàng thắc mắc về nội thất ruột gan bên trong của súp bốt AM1200 thì hôm nay bên em quyết định mang hai cục súp vào đây để phân tích cho các bác cùng xem cũng như là công khai nội thất ruột gan các bác nhé. Ở đây thì một cục thì em để setup chưa âm thanh rồi, một cục thì em vừa tháo nội thất ra xong các bác nhé. Hôm nay thì một mình em tại cửa hàng thôi, nên là không thể làm được những khâu đập hộp cũng như là vừa tháo vừa làm video cho bác được. Cùng xem được các bác nhé. Ở đây vừa mình em vừa tháo đập hộp ra xong hai cục, mình em vừa đập hộp hai cục ra xong các bác nhé. Còn nguyên đai nguyên kiện vẫn để đây hai cục đúng không ạ. Hiện tại thì tổng trong kho này thì em còn có 4 cục thôi. Đấy, cả hai cục này nữa là 4 cục thôi các bác nhé. Ở nhân tiện trong video này ngày hôm nay thì em xả lỗ cho các bác rồi. Bình thường thì em bán là 2.4 triệu thì hôm nay em giảm giá xuống còn 2.1 triệu thôi các bác nhé. Giảm giá xuống sập sàn còn 2.1 triệu thôi. Và đặc biệt thì với phân khúc súp này thì em không bao ship các bác nhé. 2.1 triệu không bao ship. Kể cả các bác ship vào miền Nam hoặc là miền Trung và miền Bắc thì tất cả thì nó chỉ rơi tầm 200 đổ lại thôi các bác nhé. Tiền phí cước thôi. Lấy các bác thông cảm cho bên em nhé. Bên em bán cái giá này không có lợi nhuận nữa rồi. Cục súp này thì bên em bán chỉ lấy tương tác kênh thôi. Không có lợi nhuận các bác nhé. Nên bên em không thể bao ship được. Các bác thông cảm cho bên em nhé. Ở đây thì bên em đã tháo một cục ra để phân tích nội thất cho các bác cùng xem rồi. Đầu tiên là phân tích bảng mạch trước các bác nhé. Bảng mạch đây. Bên trong này toàn bộ bảng mạch bên trong này. Các bác nhìn thấy hai tụ này. Những dây dợ đi rất là cẩn thận các bác nhé. Và đặc biệt là với cục súp như thế này thì cam kết với các bác là 100% nguồn chuyến đồng. Các bác nào nhận hàng các bác kiểm tra không phải nguồn chuyến đồng thì các bác hoàn trả lại bên em. Bên em hoàn trả tiền cho các bác bình thường các bác nhé. Nên các bác yên tâm đi. Sản phẩm này thì riêng về súp bên em thì cam kết của bác 100%. Súp nào cũng là nguồn chuyến đồng hết rồi. Khoảng nguồn đây. Các bác nhìn nhá. Cam kết 100% là nguồn chuyến đồng. Đấy. Các bác nhìn cái bảng mạch đã muốn chơi rồi đúng không ạ? Sò riếc rất là xịn các bác nhá. Tụ này, giày dợ đi rất là cẩn thận này. Chữ nghĩa bên trong. Nói chung một cái bảng mạch quá là đẹp như thế này. Để mà 2.1 triệu một cục súp như thế này thì các bác khó kiếm đâu được bên trên thị trường bây giờ. Cái bảng mạch mà nó ok như thế này các bác nhé. Đấy, nếu mà chỉ với tầm giá 2.1 triệu thì không có đâu. Không có ở đâu mà được cục súp chất lượng linh kiện ok như này đâu các bác nhé. Đằng sau đây. Đằng sau đây. Đằng sau đây là logo và thông số các bác nhé. Logo bốt này. Con này thì model AM1200. Đấy. Con này thì sản xuất tại Mexico. Đấy, nhưng mà thực chất nó là hàng nội địa Trung Quốc các bác nhé. Đấy, thực chất là hàng nội địa Trung thôi. Đấy. Được hiệu vào này. Con này súp điện. Các bác là chơi vang, chơi âm ni thì các bác có thể cắm trực tiếp vào lay in các bác nhé. Đường tín hiệu hoa sen này. Và đường tín hiệu lời ra của súp này. Công tắc đảo pha đây. Đấy, và đây sẽ là tần số của súp này. Gồm tổng của súp này. Và đây là ổ nguồn. Đúng không? Cắm nguồn điện 220V vào cái ổ nguồn này. Bật công tắc bật mở lên. Đợi 2 đến 3 giây cái dây em màu xanh đây các bác nhé. Nó sẽ nhảy lên thì nó ok. Một tấm tản nhiệt đều thanh quá chất lượng luôn đúng không ạ. Con này công suất của nó chắc rơi tầm 400W thôi các bác nhé. Rơi tầm 400W thôi. Một cục súp bát 30 dành cho những bác là kinh tế có giới hạn một chút thì các bác có thể chơi phân khúc súp này. Con này súp bát gầm. Súp bát gầm ở dưới này các bác nhé. Bên dưới gầm này. Sơn sơn. Con này phiên bản cao cấp phân khúc bót bóng các bác nhé. Con này phiên bản cao cấp hơn một chút, linh kiện nó đẹp hơn một chút. Nên giá thành nó sẽ đắt hơn một chút. Phân khúc súp bóng kia thì các bác chơi dễ xước hơn này. Đấy, mà khó vệ sinh hơn đúng không ạ. Con này thì sơn sơn. Các bác ví dụ bụi các bác thấm rẻ ướt các bác lau qua phát là sạch luôn. Con này chống xước luôn rồi các bác nhé. Con này chống xước luôn rồi. Những xước sắc nhỏ thì con này cân tất luôn. Trừ khi những xước sắc to thì phải chấp nhận thôi. Con này thì côn từ bên trong đây các bác nhìn này. Các bác côn từ của này quá khủng luôn. Mặt 30 đây. Côn từ rất là khủng này. Nhẹn đây đúng không ạ? Các bác rất chất lượng các bác nhé. Côn từ này. Đấy. Con này thì sẽ là cây cao su các bác nhé. Cây cao su được dập một logo bốt ở đây các bác nhé. Đây, thương hiệu của bốt ở đây. Dập vào trong bát này. Còn là gân cao su rất là dày này. Rất là dày luôn các bác nhé. Đối với tất cả những mẫu súp gân cao su thì thiên về âm trầm cũng như là âm lời rất là nhiều. Nên con này đánh thiên về âm trầm.
Đấy, rất là trong, tiếng đánh rất là sạch tiếng luôn đối với con súp bốt này các bác nhé. Con này đánh quá là hay luôn. Một chút nữa thì em sẽ test chất lượng thanh cho các bác cùng nghe. Các bác muốn nghe rõ hơn, cảm nhận rõ hơn thì các bác có thể đeo tai nghe trực tiếp vào để các bác cảm nhận rõ hơn các bác nhé. Bên trong sẽ là bông tiêu âm cũng như là vỏ thùng các bác nhé. Đấy, bên trong này rồi, dây dợ rồi đúng không ạ? Một cái bát rất chất lượng này. À, tuy là súp bát 30 nhưng mà linh kiện con này thì không thể chê được các bác nhé. À, với tầm giá 2.100.000 đồng thì em thấy con này là quá là ok rồi. À, các bạn đã quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn đầy đủ hơn các bác nhé. À, về hình thức của cục súp này thì em rất ít khi làm video. Về phân cục súp này thì em bán từ trước này rồi. À, về bao nhiêu hết bấy nhiêu thôi. À, hiện tại thì cửa hàng còn có 4 cục duy nhất thôi. Xả cho các bác một cái giá hết sức yêu thương thôi. 2.1 triệu các bác nhé. 2.100.000 đồng chưa bao ship. Ok, tiến hành test qua chất lượng âm thanh cho các bác cùng nghe qua, cảm nhận rõ hơn về chất lượng âm thanh về cục súp này các bác nhé. Ok, to một chút này, đấy, lỗ thông hơi này, lỗ thông hơi này, đấy. Đấy, rất là căng các bác nhé, to một chút nhé. Ok, vừa rồi các bác được cảm nhận qua chất lượng về cục súp bốt này rồi. AM1200 các bác nhé. Các bác đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn đầy đủ cụ thể hơn các bác nhé. Bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.